Minh Hiền kính chào quý vị đến với bản tin tổng hợp của Hành Trình Tương Lai thứ 6 ngày 11 tháng 8. Chúc quý vị một ngày mới vui vẻ và bình an. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn Hành Trình Tương Lai để cập nhật những tin mới nhất. Và đừng quên xem đến cuối chương trình để lắng nghe phần nhân sinh cảm ngộ của chúng tôi. Trước tiên là những điểm tin chính. Hội cổ động viên Nam Định tiết lộ lý do giải thể, dừng tiếp lửa đội bóng quê hương. Đề xuất giá vé tàu Metro Bến Thành Suối Tiên từ 12.000 đến 18.000 đồng một lượt. Lào Cai báo cáo nguyên nhân sự cố hồ thải, khuyến cáo dân không dùng nước trực tiếp. Toàn cảnh vụ trưởng công an xã liên tục đấm đá người dân ở Bình Phước. Bưu điện Quảng Trị xin lỗi người dân vì đánh cắp thông tin mở tài khoản ngân hàng. Sạt lở khắp nơi, chuyên gia nói quả bom nổ chậm đã được kích hoạt. Giá thép giảm lần thứ 16 liên tiếp, chạm đáy 3 năm. 1/4 nội các Mỹ đã đến thăm Việt Nam thời gian qua. Trung Quốc xây tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên kéo tới sát biên giới Việt-Trung. ASEAN trong chiến địa Mỹ-Trung tại khu vực Đông Nam Á. Tin thế giới. Thêm loạt dị tượng ở Trung Quốc, mặt nước sôi sùng sục, phun trào 5 mét, cá nhảy khỏi hồ. Mỹ cấm đầu tư công nghệ, Trung Quốc dọa không để yên. Các cách thu thập dữ liệu hơn 200 triệu người dùng gửi về Trung Quốc. Nóng, Triều Tiên thay tướng chuẩn bị khả năng chiến tranh. EU bất ngờ tuyên bố không thể đảm bảo an ninh cho Ukraine. Nga khai triển 1.500 xe tăng rỉ sắt từ bãi rác Siberia. Lộ bằng chứng gia đình Tổng thống Mỹ nhận tiền từ Ukraine, Nga và Kazakhstan. Anh dò dỉ dữ liệu cá nhân đe dọa hàng chục nghìn cảnh sát. Cháy rừng như tận thế, dân Hawaii nhảy xuống biển thoát thân. Và sau đây là nội dung chi tiết. Truyền thông trong nước đưa tin, vào tối ngày 9 tháng 8, Hội cổ động viên bóng đá Nam Định bất ngờ tuyên bố giải thể sau cuộc họp của ban chấp hành diễn ra cùng ngày. Theo đó, 100% thành viên, đại diện các hội thành viên trong tỉnh đã đồng thuận giải thể Hội cổ động viên bóng đá Nam Định và dừng mọi hoạt động cổ vũ thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Quyết định giải thể của Hội cổ động viên bóng đá Nam Định thực sự gây sốc với đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam, bởi Thiên Trường luôn được xem như chảo lửa cuồng nhiệt nhất tại V-League 2023. Nói về lý do giải thể Hội cổ động viên bóng đá Nam Định, ông Nguyễn Văn Quân, đại diện ban chấp hành của hội cho biết, lý do cụ thể thì đỉnh điểm là ngày 2 tháng 8, đó là trận thua của câu lạc bộ Nam Định trước câu lạc bộ Công an Hà Nội ở Thiên Trường. Đó là ngày buồn của bóng đá Nam Định. Đây là trận đấu mà câu lạc bộ Nam Định ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, ít được thi đấu. Dù dẫn trước câu lạc bộ Công an Hà Nội, nhưng sau đó đội chủ sân Thiên Trường thua với tỷ số 1-2. Bàn thua thứ hai đến từ quả phạt 11m khi một cầu thủ Nam Định để bóng chạm tay trong vòng cấm địa một cách vô duyên. Ở trận đấu ngày 2 tháng 8, rất nhiều cổ động viên Nam Định đã bỏ về sớm, điều hiếm thấy ở đội bóng này. Sau đó, nhiều người đã mang trả áo cổ vũ cho câu lạc bộ vì cho rằng các cầu thủ thi đấu thiếu tôn trọng cổ động viên. Ông Nguyễn Quân, đại diện hội cổ động viên, nói toàn hội đồng tình giải thể để các cầu thủ và câu lạc bộ hiểu rằng cần thi đấu hết mình, lấy lại niềm tin của người hâm mộ. Ngày 10 tháng 8, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở đang gửi các sở ngành đề nghị góp ý về dự thảo tờ trình và quyết định ban hành giá vé vận tải hành khách trên tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Theo đó, giá vé được đề xuất cho tuyến Metro số 1 bao gồm giá 12.000 đồng một lượt cho cự ly dưới 5 km, cự ly lớn hơn từ 5 km đến 10 km là 14.000 đồng, cự ly từ 10 km đến 15 km là 16.000 đồng và cự ly lớn hơn 15 km là 18.000 đồng. Ngoài ra, giá vé ngày là 40.000 đồng, giá vé 3 ngày là 90.000 đồng và giá vé 1 tháng là 260.000 đồng. Theo Sở Giao thông Vận tải, mức giá vé này được đề xuất được áp dụng từ ngày chính thức đưa vào khai thác thương mại tuyến Metro số 1, thời gian áp dụng tối thiểu 3 năm đầu và tối đa 5 năm đầu. Được biết, tuyến đường sắt đô thị Metro số 1 có tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng từ vốn ODA của Nhật Bản và vốn đối ứng của Thành phố Hồ Chí Minh. Toàn tuyến dài 19,7 km từ Bến Thành quận 1 đến Depot Long Bình, thành phố Thủ Đức, với 14 nhà ga, 3 ga ngầm và 11 ga trên cao. Đến nay, tiến độ thi công toàn dự án Metro số 1 đã đạt hơn 95%. Báo VTC đưa tin, tỉnh Lào Cai vừa ra văn bản yêu cầu công ty cổ phần đồng Tả Phời, Vinacomin, địa chỉ tại xã Tả Phời, thành phố Lào Cai,
tạm thời dừng hoạt động nhà máy tuyển đồng để tập trung khắc phục sự cố vỡ cống hồ thải quặng xảy ra trên địa bàn. Ngoài ra, tỉnh cũng khuyến cáo người dân tạm thời không lấy nước trực tiếp để phục vụ cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi và các mục đích khác, không tiếp xúc trực tiếp với các nguồn nước thải và chất thải từ nhà máy. Trước đó, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 8 tháng 8, hệ thống máng thoát nước đập hồ thải quặng đuôi của nhà máy tuyển quặng đồng thuộc công ty cổ phần Đồng Tà Phời bất ngờ bị vỡ. Sự cố khiến nước thải trong hồ tràn ra bên ngoài, khiến hàng chục ngôi nhà chìm trong nước và bùn thải. Người dân khu vực bị ảnh hưởng may mắn chạy lên chỗ an toàn. Tuy nhiên, nhiều vật dụng, gia súc, gia cầm, tài sản bị nước cuốn gây hư hại. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn kéo dài dẫn đến lượng nước trên thượng nguồn dồn về hồ thải nhiều gây quá tải. Ngay sau khi phát hiện sự cố, công ty đã huy động thiết bị và nhân lực để khắc phục sự cố. Đến thời điểm này, cơ bản đã khắc phục dòng chảy ra ngoài môi trường. Báo VN Express dẫn lời Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công ty tỉnh Bình Phước, cho biết cơ quan này đã ra quyết định đình chỉ công tác Trung tá Lê Huy Quang để làm rõ việc đánh anh Đậu Ngọc Hoàn, 30 tuổi. Hành vi của ông Cao bị cho là không chuẩn mực khi làm việc với người dân, gây dư luận xấu trong xã hội. Trước đó, Công an huyện Phú Giềng điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến xe ba gác máy. Cụ thể là nghi can đã lừa người làm thuê của bà Nguyễn Thị Tuyết Vân để lấy chiếc xe đi cầm cố cho anh Đậu Ngọc Dần, anh ruột của anh Hoàn, lấy 8 triệu đồng. Ngày 7 tháng 8, bà Vân và nghi can cùng đi chuộc xe. Khi liên hệ với anh Dần, họ được biết xe đang để ở nhà Hoàn nên đến lấy. Do xe bị hư không chạy được, rơi xuống mương nước gần đó nên họ nhờ anh Hoàn trông coi. Sáng ngày 8 tháng 8, Công an xã Bình Sơn cùng dân quân công an viên đến hiện trường thì chiếc xe đã được đưa lên bờ. Sau khi lời qua tiếng lại, người đàn ông mặc sắc phục công an bất ngờ dùng chân đạp, tay đấm liên tiếp vào người anh Hoàn. Khi người dân đứng quay clip, người mặc sắc phục còn la lớn quay đi và tiếp tục hành hung, quật ngã đối phương. Nạn nhân chỉ có thể chịu trận, không chống cự. Anh Hoàn bị đánh chảy máu đầu nên người dân yêu cầu lực lượng công an mở còng tay để đưa đi bệnh viện. Tuy nhiên, chỉ khi người dân đưa đến bệnh viện, lực lượng công an mới mở còng tay. Tiếp theo đây là một thông tin đáng chú ý tại Quảng Trị. Theo báo Dân Việt, những ngày gần đây, người dân thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa nhận được giấy mời của công ty điện lực Khe Xanh thuộc công ty điện lực Quảng Trị. Trong giấy, người dân được mời đến trụ sở đội quản lý điện Lao Bảo vào hai ngày 8 và 9 tháng 8 để ký hợp đồng mua bán điện. Các giấy tờ cần mang theo bao gồm điện thoại di động, căn cước công dân và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi người dân đến, ngoài nhân viên điện lực còn có một số người giới thiệu là nhân viên bưu điện Hướng Hóa. Những người này đã tự ý chụp ảnh chân dung và giấy tờ tùy thân của người dân. Xong việc, người dân được trả lại giấy tờ, điện thoại rồi về nhà. Sau đó, người dân phát hiện trong điện thoại có một tài khoản ngân hàng cách thuộc ngân hàng VP Bank vừa được mở, kèm các thông tin cá nhân dù không có nhu cầu và không hề hay biết. Lo lắng bị lộ thông tin cá nhân, chiều tối ngày 9 tháng 8, hàng trăm người dân thị trấn tập trung tại trụ sở đội quản lý điện lực Lao Bảo khiếu nại việc bị lén lấy thông tin để cài đặt ứng dụng, mở tài khoản ngân hàng. Sau đó, Giám đốc Bưu điện huyện Hướng Hóa thừa nhận đơn vị phân công nhân viên có mặt ở buổi ký hợp đồng điện lực lấy thông tin cá nhân và chụp ảnh khách hàng khi chưa được phép để mở tài khoản là sai quy định. Vị này cam kết thống kê số cá nhân đã mở tài khoản và liên hệ ngân hàng để hủy, đồng thời công khai xin lỗi người dân trên phương tiện truyền thông. Thưa quý vị, tình trạng sạt lở đất đá đang diễn ra ở nhiều nơi trên cả nước, gây nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Ông Vũ Trọng Hồng, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, có hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng sạt lở, sụt lún đồi núi ở Tây Nguyên thời gian qua. Thứ nhất là tình trạng chuyển đổi đất rừng sang trồng cây lâu năm, phá rừng làm đất ở, xây nhà cửa công trình. Thứ hai là việc phạt núi làm đường, thiết kế độ dốc không hợp lý cũng gây sạt lở đất đá về mùa mưa. Ông Hồng nói, đừng đổ lỗi cho trời mưa lớn vì vùng Đà Lạt, Lâm Đồng vốn dĩ nhiều mưa trong mùa này. Mưa lớn không phải nguyên nhân chính dẫn đến sạt lở, nó chỉ đang kích hoạt quả bom nổ chậm. Ông nói thêm rằng, những điểm sạt lở ở Tây Nguyên, phần lớn đều không còn rừng nguyên sinh, thay vào đó là đồi núi trơ trọi hoặc một vài cây lấy gỗ, cây ăn quả. Đáng chú ý, theo ông Trần Tân Văn, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, hiện tượng sạt lở, sói lở giờ đây không chỉ xuất hiện ở Tây Nguyên, khu vực miền núi phía Bắc, miền Trung mà còn xuất hiện cả ở đồng bằng. Ví dụ, tuần trước, khoảng hơn chục chiếc ô tô đỗ ở tuyến đường bê tông tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội bị bùn đất sạt lở vùi lấp. Ông Văn cho biết, nền địa chất ở Sóc Sơn khá tốt, đồi núi thoải, thảm thực vật tốt. Nhưng do việc xây dựng nhà cửa, khu nghỉ dưỡng với mật độ cao rào chắn, xây be mọi hướng nên khi mưa lớn thì nước chỉ còn một đường thoát duy nhất nên gây hiện tượng vừa qua.
Ông cảnh báo rằng nếu việc phá thảm thực vật, xây dựng công trình dân sinh tiếp tục diễn ra, khả năng khu vực này sẽ tiếp tục xuất hiện sạt lở, lũ quét, ngập lụt. Liên quan đến lĩnh vực xây dựng, báo Vietnamnet đưa tin, đà giảm của giá thép xây dựng trong nước vẫn chưa có điểm dừng khi một số doanh nghiệp thép trong nước vừa thông báo giảm giá từ 100.000 đến 210.000 đồng một tấn. Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá thép xây dựng trong nước đã trải qua 16 lần giảm liên tiếp, tùy thương hiệu mà tần suất điều chỉnh giá khác nhau. Hiện giá thép trong nước ở quanh mức 13 đến 14 triệu đồng một tấn. Đây là mức thấp nhất kể từ cuối năm 2020. Hiệp hội thép Việt Nam cho rằng, nguyên nhân giá thép trong nước liên tục giảm là do nhu cầu tiêu thụ chậm. Ngoài ra, giá thép giảm còn do các doanh nghiệp phải cạnh tranh với thép giá rẻ của Trung Quốc khi nước này liên tục hạ giá thép xuất khẩu. Thị trường thép trong nước được cho là sẽ tiếp tục khó khăn trong ngắn hạn. Trước tình trạng giá thép liên tục giảm nhưng vẫn tiêu thụ ế ẩm, các doanh nghiệp thép trong nước đang phải đối mặt với việc lợi nhuận sụt giảm nghiêm trọng. Trên thị trường thế giới, giá thép hôm nay giao kỳ hạn tháng 5 2024 trên sản giao dịch Thượng Hải giảm 14 nhân dân tệ xuống mức 3.625 nhân dân tệ một tấn, tương đương 11,9 triệu đồng một tấn. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, tại thành phố Đà Nẵng đang diễn ra khóa tập huấn về kỹ năng truyền thông hiện đại và thông tin đối ngoại cho người phát ngôn của các tỉnh thành trên toàn quốc. Khóa tập huấn do Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Mỹ tổ chức theo sáng kiến của Bộ Ngoại giao hai nước nhân dịp kỷ niệm 10 năm xác lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ 2013-2023. Tại buổi tập huấn này, ông Mark K. Knapper, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ 2013-2023, đã có 1/4 thành viên nội các Mỹ đã đến thăm Việt Nam thời gian qua. Ngoài ra, Việt Nam đã đón đoàn doanh nghiệp lớn nhất từ trước đến nay của Mỹ đến Việt Nam, đón tàu sân bay ghé thăm Đà Nẵng. Tiếp đó mới đây, khi phát biểu tại một buổi gây quỹ chính trị ở New Mexico, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ sớm đến Việt Nam trong thời gian sắp tới, trong một nỗ lực để củng cố mối quan hệ với các quốc gia châu Á và giảm bớt sức ảnh hưởng của Trung Quốc tới khu vực châu Á. Theo giới quan sát, Washington đang thúc đẩy khả năng nâng quan hệ với Hà Nội lên đối tác chiến lược từ mối quan hệ mà trong thập niên qua được gọi là toàn diện, mặc dù Việt Nam đã thận trọng trước nguy cơ đối đầu với Trung Quốc. Nước láng giềng lớn là đầu vào chính cho các sản phẩm thương mại xuất khẩu quan trọng, hoặc Nga, một đối tác truyền thống khác. Truyền thông Trung Quốc dẫn thông tin từ công ty hữu hạn Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc chi nhánh Nam Ninh cho biết, 500m đường ray đầu tiên trên tuyến đường sắt cao tốc kết nối giữa Trung Quốc và Việt Nam đã được lắp đặt vào ngày 8 tháng 8 tại thành phố Cảng Phong Thành ở Quảng Tây. Đường ray này dài 46,9 km, dự kiến được đưa vào hoạt động cuối tháng 12 với tốc độ 200 km/h. Đây là tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên chạy thẳng đến biên giới Việt-Trung. Sau khi thành phố biên giới Đông Hưng kết nối với mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc, khoảng cách giữa đường sắt cao tốc của nước này với đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái của Việt Nam sẽ rút ngắn xuống còn 5 km. Theo báo VN Express, quan chức của Tập đoàn Đường sắt Nam Ninh Trung Quốc bày tỏ hy vọng tuyến đường sắt mới sẽ thúc đẩy trao đổi kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc với các nước ASEAN. Giới quan sát nhận định, cả Mỹ lẫn Trung Quốc đang nỗ lực kéo các nước ASEAN lại gần mình hơn. Mục tiêu của Mỹ và Trung Quốc đối với ASEAN là khá rõ ràng trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa hai nước này ngày càng căng thẳng. Mỹ muốn thông qua quan hệ với ASEAN để quay trở lại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Đông Nam Á, kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc, ngăn chặn Trung Quốc thiết lập phạm vi ảnh hưởng độc quyền trong khu vực. Trong khi đó, Trung Quốc muốn đưa khu vực Đông Nam Á trở thành vùng đệm địa chính trị, phụ thuộc chặt chẽ hơn vào Trung Quốc để ngăn chặn sự phong tỏa can dự của Mỹ, đồng thời tạo đà vươn ra thế giới. Vì vậy, cả Mỹ và Trung Quốc đều đang tìm cách thúc đẩy lợi ích chung đối với ASEAN, chủ động sử dụng các nguồn lực sẵn có để tác động đến chính sách và hành động của ASEAN theo hướng phù hợp với tầm nhìn của mỗi nước. Mới đây nhất, Trung Quốc tuyên bố xây dựng kênh đào nhân tạo lớn nhất thế giới. Đây được xem là quân bài chiến lược của Trung Quốc trong việc xích lại gần các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Theo báo chí, kênh đào này có tên Bình Lục, bắt đầu từ hồ chứa Tây Tân ở thành phố Hoành Châu và kết thúc ở huyện Linh Sơn, thành phố Khâm Châu. Phó Giám đốc Trung tâm Chỉ huy của dự án kênh đào Bình Lục cho biết, khối lượng đất đá được đào để xây kênh đào Bình Lục lớn gấp 3 lần so với đập Tam Hiệp. Sau khi hoàn thành, kênh đào Bình Lục sẽ là kênh đào nhân tạo lớn nhất thế giới, nối liền sông và biển. Kênh đào Bình Lục cho phép các tàu container hoặc tàu chở hàng đi từ thành phố Nam Ninh đến Việt Nam, Malaysia, Singapore, Indonesia và các nước Đông Nam Á khác trong vài tuần. Kênh đào Bình Lục cũng được kỳ vọng sẽ giúp Bắc Kinh hiện thực hóa tham vọng biến khối ASEAN
vốn đã là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, trở thành chìa khóa để chống lại ảnh hưởng của Mỹ. Thương mại hai chiều Trung Quốc-ASEAN đã tăng 52% trong giai đoạn từ năm 2019-2022, vượt xa mức tăng 20% của Liên minh châu Âu-Trung Quốc. Và tiếp sau đây là phần tin thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Thêm loạt dị tượng ở Trung Quốc, mặt nước sôi sùng sục, phun trào 5 mét, cá nhảy khỏi hồ. Mỹ cấm đầu tư công nghệ, Trung Quốc dọa không để yên. Các cấp thu thập dữ liệu hơn 200 triệu người dùng gửi về Trung Quốc. Nóng, Triều Tiên thay tướng, chuẩn bị khả năng chiến tranh. EU bất ngờ tuyên bố không thể đảm bảo an ninh cho Ukraine. Nga khai triển 1.500 xe tăng rỉ sắt từ bãi rác Siberia. Lộ bằng chứng gia đình Tổng thống Mỹ nhận tiền từ Ukraine, Nga và Kazakhstan. Anh dò dỉ dữ liệu cá nhân đe dọa hàng chục nghìn cảnh sát. Cháy rừng như tận thế, dân Hawaii nhảy xuống biển thoát thân. Và sau đây là nội dung chi tiết. Truyền thông quốc tế đưa tin, gần đây Trung Quốc thường xuyên xảy ra lũ lụt và động đất. Các dị tượng bất thường cũng theo đó xuất hiện như bầu trời chuyển sang màu đỏ kỳ lạ ở Hắc Long Giang, chim én bay loạn, tuyết rơi tháng 6 tại nhiều nơi ở Hà Bắc. Trong khi đó, mới đây, Trung Quốc lại xuất hiện nhiều dị tượng như mặt nước sôi sùng sục, nước đột nhiên phun trào 5 mét ở Hà Bắc hay đàn cá nhảy khỏi mặt nước ở Vân Nam. Cụ thể, một đoạn video vừa được lan truyền cho thấy nhiều sông hồ ở Hà Bắc bất ngờ phun nước. Theo ghi nhận, sau trận mưa lớn ở thành phố Hùng An, tỉnh Hà Bắc, nước sông đột nhiên sôi trào trong 3 ngày liên tiếp, hiện chưa rõ nguyên nhân. Đáng chú ý, không chỉ ở Hùng An mà nhiều nơi khác ở tỉnh Hà Bắc cũng có hiện tượng kỳ lạ này. Có nơi nước phun ra là nước nóng, bốc hơi nghi ngút. Đồng thời tại làng Khẩu Đầu, thành phố Vệ Huy và làng Mã Hồ Đồng, thành phố Tân Hương thuộc tỉnh Hà Nam, nước dâng cao sau một trận mưa lớn, các đài phun nước cũng xuất hiện ở rìa sông. Video trên mạng cho thấy nhiều nơi xuất hiện cột nước phun trào cao 5 mét, thu hút nhiều người xem. Trên một bãi cỏ ở công viên Dung Huệ thuộc phường Không Cảng, quận Thuận Nghĩa, thành phố Bắc Kinh, có nhiều vũng bùn cũng bốc khói nghi ngút, không rõ nguyên nhân. Còn tại Vân Nam, Trung Quốc, cá tại Hồ Điên Trì ở phía nam thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam cũng đồng loạt nhảy khỏi mặt nước. Các cư dân mạng cho biết hiện tượng này cũng từng xảy ra trước trận động đất Đường Sơn năm 2008. Ngoài ra, cư dân mạng Hà Bắc còn đăng tải các video cho thấy côn trùng và đàn vịt di chuyển vòng vòng ngược chiều kim đồng hồ. Về vấn đề này, nhiều người nhận định dị tượng thường xảy ra trước các sự kiện như thiên tai, oan khuất lớn hay chiến tranh xung đột. Trong khi đó, tại đại lục vừa qua, để bảo vệ Bắc Kinh và tân khu Hùng An, chính quyền Trung Quốc đã phá đê xả lũ ở thành phố Bảo Định và Lang Phường thuộc tỉnh Hà Bắc, gây thiệt hại nặng về người và của. Một lượng lớn video lan truyền trên Internet cho thấy sau trận lũ lụt, bên vệ đường và trên cánh đồng phát hiện rất nhiều thi thể của người dân không kịp chạy lũ, trong khi làng mạc nhà cửa bị nước nhấn chìm tới hàng chục mét, tiếng oán thán khắp nơi. Truyền thông Mỹ đưa tin Bộ Thương mại Trung Quốc hôm qua cho biết Trung Quốc quan ngại sâu sắc và sẽ đáp trả việc Tổng thống Mỹ Joe Biden ký sắc lệnh nhằm ngăn chặn và điều chỉnh các khoản đầu tư công nghệ cao của Mỹ vào Trung Quốc. Cụ thể, Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng Washington đã hạn chế các công ty Mỹ đầu tư ra nước ngoài và tham gia vào việc cắt đứt dây chuyền trong lĩnh vực đầu tư. Điều này đã phá hoại trật tự kinh tế và thương mại quốc tế, phá vỡ nghiêm trọng an ninh của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu. Được biết trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 9 tháng 8 đã ký sắc lệnh hành pháp cấm một số khoản đầu tư mới của Mỹ vào các công nghệ nhạy cảm của Trung Quốc như chip máy tính. Theo hãng tin Reuters, sắc lệnh cấm này nhằm ngăn chặn nguồn vốn và chuyên môn của Mỹ bị đổ vào việc phát triển các công nghệ hỗ trợ tiến trình hiện đại hóa quân đội của Bắc Kinh và làm suy yếu an ninh quốc gia của Mỹ. Thưa quý vị, công ty ByteDance của Trung Quốc đang phải đối mặt với một vụ kiện tập thể tại Mỹ liên quan đến CapCut, một ứng dụng chỉnh sửa video thu thập dữ liệu từ hơn 200 triệu người dùng mà không có sự đồng ý hoặc xin phép. Cụ thể, vụ kiện được đệ trình ở tiểu bang Illinois của Mỹ cáo buộc CapCut thu thập dữ liệu vân tay và khuôn mặt từ người dùng, vi phạm đạo luật bảo mật thông tin sinh trắc của bang này. Theo thông tin ban đầu, CapCut đã xâm phạm thông tin chi tiết về vị trí, ngày sinh và giới tính của người dùng, cũng như ảnh và video. Phần lớn những dữ liệu này được cho là để phục vụ việc quảng cáo đến từng đối tượng khách hàng. Ngoài ra, phía nguyên đơn còn tuyên bố nền tảng này có nhiều nội dung nhạy cảm, rác và không giới hạn độ tuổi người sử dụng, dẫn tới việc nhiều người dùng dễ tiếp cận nội dung độc hại. Hiện điều đáng chú ý nhất là các đơn kiện đang yêu cầu ByteDance không được gửi thông tin của CapCut về công ty mẹ tại Trung Quốc.
ngoài ra còn phải dừng mọi việc thu thập thông tin trái phép cũng như xóa tất cả dữ liệu trái phép mà mình đang sở hữu theo đúng luật. Biden vẫn chưa bình luận chính thức về vấn đề trên. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa cách chức vị tướng hàng đầu của quân đội nước này và kêu gọi chuẩn bị cho chiến tranh. Cụ thể, vị tướng hàng đầu của Triều Tiên, Tổng tham mưu trưởng Park Soo-in đã bị thay bằng tướng Ri Song-jin, người đang là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Triều Tiên. Không có lý do nào được đưa ra cho biến động nhân sự cấp cao này. Được biết, quyết định miễn nhiệm trên được công bố trong phiên họp của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, trong đó ông Kim Jong-un và các chỉ huy hàng đầu quân đội thảo luận kế hoạch đối phó và răn đe những đối thủ của Bình Nhưỡng. Đáng chú ý, lãnh đạo Triều Tiên đã yêu cầu tăng cường những biện pháp chuẩn bị cho nguy cơ nổ ra chiến tranh, trong đó có mở rộng năng lực sản xuất khí tài quân sự và liên tục tập trận với những khí tài mới nhất trong biên chế. Được biết, cuối tháng trước, Bình Nhưỡng đã tổ chức một cuộc duyệt binh lớn nhân lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh Triều Tiên. Khi đó, nước này đã phô diễn các khí tài tối tân, thậm chí có thể tạo cả sóng thần phóng xạ. Trở lại với những diễn biến nóng về tình hình chiến sự Nga-Ukraine, Liên minh châu Âu EU vừa bất ngờ cho biết không thể đảm bảo an ninh cho Ukraine. Cụ thể, người phát ngôn về các vấn đề đối ngoại thuộc Ủy ban châu Âu Peter Stano vừa đưa ra một tuyên bố đáng ngạc nhiên rằng EU hiện đang hỗ trợ Ukraine trong một số lĩnh vực, nhưng việc đảm bảo an ninh không phải là vấn đề của EU. Ông Stano nêu rõ, EU không phải là một tổ chức an ninh và đó là lý do tại sao các cuộc thảo luận về đảm bảo an ninh thuộc phận sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và từng thành viên trong khối. Được biết, tuyên bố trên của EU được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Ukraine gần đây bắt đầu thảo luận về việc Washington cung cấp các đảm bảo an ninh cho Kyiv trong giai đoạn chờ hoàn tất quá trình Kyiv gia nhập NATO. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Mueller, các cuộc đàm phán Mỹ-Ukraine hiện diễn ra ở cấp chuyên viên. Theo tờ Daily Mail, liên quan đến những động thái mới trên chiến trường Ukraine, Tổng thống Nga Putin mới đây đã buộc phải khai triển gần một nửa số xe tăng và xe bọc thép cũ nát từ một kho hàng ngoài trời lớn ở Siberia sau khi chịu tổn thất nặng nề ở Ukraine. Cụ thể, các báo cáo cho biết khoảng 1.570 cỗ máy chiến tranh rỉ sắt đã được chuyển từ bãi rác ở Siberia và phục hồi để phục vụ cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Hiện các đoạn phim cho thấy những chiếc xe tăng cổ lỗ sĩ của Nga đã được tái sử dụng từ các địa điểm lưu trữ như Vajanovo và được chuyển đến khu vực chiến sự bằng tàu hỏa quân sự. Theo giới chuyên gia, việc sử dụng máy móc thời Liên Xô cũ nát là một dấu hiệu cho thấy tính toán sai lầm của ông Putin rằng các nguồn lực hiện có của Nga sẽ đáp ứng nhu cầu chiến tranh. Theo đó, hiện Nga đang phải cải tạo số lượng lớn những chiếc xe tăng ọp ẹp thời Liên Xô do những tổn thất trong chiến tranh của ông Putin. Tại một diễn biến khác, Trung tâm Truyền thông Chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine vừa cho biết hơn 40.000 km lãnh thổ đã được lực lượng phòng vệ Ukraine giải phóng kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022. Diện tích này nhiều hơn lãnh thổ của Moldova. Hiện Ukraine vẫn đang tiếp tục phản công. Đáng chú ý, theo hướng Taria, các binh sĩ Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của quân đội Nga, nhưng việc di chuyển của quân đội Kyiv bị cản trở bởi các bãi mìn và thiếu máy bay. Theo người phát ngôn lực lượng phòng vệ miền Nam Ukraine, đây mới chỉ là giai đoạn đầu khi tuyến phòng thủ của Nga bị chọc thủng. Sau đó, Ukraine còn cần giành được chỗ đứng trong các khu vực này và đảm bảo an ninh cho các đơn vị dẫn đầu tạo ra đột phá. Tờ New York Post đưa tin, Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ mới đây đã công bố bằng chứng cho thấy gia đình Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận tiền từ Ukraine, Nga và Kazakhstan. Cụ thể, Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đã xác định được khoản thanh toán 20 triệu USD từ các nguồn nước ngoài cho công ty của Hunter Biden, con trai của đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden. Theo ủy ban này, đây là công ty Bình Phong được dựng lên để bán quyền truy cập vào mạng lưới Biden trong thời gian ông Biden giữ vị trí Phó Tổng thống Mỹ từ năm 2009 đến năm 2017. Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer cho biết, trong nhiệm kỳ Phó Tổng thống Mỹ của ông Biden, Hunter Biden đã coi cha mình như là thương hiệu để thu về hàng triệu USD từ các nhà tài phiệt ở Kazakhstan, Nga và Ukraine. Truyền thông quốc tế đưa tin, một sự cố rò rỉ thông tin của cảnh sát bị cho là rất nhạy cảm vừa xảy ra tại vùng lãnh thổ Bắc Ireland của Anh. Theo thông tin ban đầu, cảnh sát Bắc Ireland đã thông báo lập một nhóm đánh giá nguy cơ khẩn cấp và cập nhật những khuyến nghị an toàn cho các cảnh sát của lực lượng này sau tai nạn rò rỉ dữ liệu trên. Được biết trong vụ việc, các dữ liệu cá nhân như tên họ, tên viết tắt, bằng cấp, địa chỉ làm việc và đơn vị làm việc của khoảng 10.000 nhân viên trong lực lượng cảnh sát Bắc Ireland đã bị công khai. Nguyên nhân dẫn tới sự cố được xác định là do những dữ liệu này bị đưa nhầm vào nội dung phản hồi một yêu cầu
khiến các thông tin được công khai trên trang web của bên yêu cầu trong khoảng 2,5 giờ. Hiện Liên đoàn Cảnh sát Bắc Ireland, đại diện của các cảnh sát tại vùng này, đánh giá vụ việc trên đặc biệt nhạy cảm và cực kỳ nghiêm trọng vì các nhân viên cảnh sát tại đây từng bị các nhóm chống đối tấn công bằng súng hoặc bom. Theo đó, nhiều cảnh sát tại đây muốn giữ kín công việc và nhiệm vụ của mình. Theo hãng tin Reuters, cơ quan chức năng Mỹ mới đây cho biết, người dân trên đảo Maui thuộc quần đảo Hawaii, Mỹ đã phải nhảy xuống biển để thoát thân khi các đám cháy rừng lan nhanh vì gió lớn. Hiện chính quyền bang Hawaii đã phải công bố tình trạng khẩn cấp khi tình trạng cháy rừng ở đảo Maui khiến 6 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Giới chức Mỹ cho biết ngọn lửa từ các vụ cháy rừng tại đảo Maui đã quét qua thành phố Lahaina, buộc họ phải cho di tản người dân cũng như phong tỏa nhiều con đường dẫn vào đây. Những video được đăng tải trên mạng xã hội cùng ngày cho thấy các đám cháy đã phá hủy và gây hư hại nhiều tòa nhà cùng cơ sở kinh doanh trên đảo. Theo đó, quyền thống đốc Sylvia Luke nhận định đám cháy rừng ở Maui lần này xảy ra với quy mô chưa từng có. Nội dung trên đã khép lại bản tin tổng hợp của Hành trình tương lai ngày hôm nay. Và sau đây, mời quý vị đến với phần nhân sinh cảm ngộ. Thưa quý vị, vác lễ nặng trèo núi cao lên chùa thiêng, vì sao vẫn không được thần Phật phù hộ? Vậy thì hãy cùng nghe câu chuyện sau đây. Vào đúng ngày Phật đản, phu ông chuẩn bị lễ vật chú đáo, không quản công sức tự trèo núi cao ngàn bậc để dâng lễ cúng Phật. Trong lòng ông chắc mẩm rằng lần này sẽ được thần Phật phù hộ, nhưng chuyện không ngờ đã xảy ra. Ngôi chùa mà phú ông họ Chu này cất công mang lễ vật tới dâng Phật được cho là rất thiêng, nằm tít trên núi cao. Họ Chu bình thường rất chăm chỉ đi lễ chùa và lần này thành tâm lên núi lễ Phật để cầu được phù hộ độ trì. Ông trèo hết bậc này tới bậc kia, nửa ngày rồi mới đi được lưng chừng núi. Mệt mỏi, nắng gắt, mồ hôi chảy ướt đẫm áo, nhưng họ Chu vẫn quyết tâm giữ gìn lễ vật dâng lên Đức Phật để tới bằng được ngôi chùa trên đỉnh. Đến lúc mệt quá rồi, họ Chu bèn tạm nghỉ, đặt đồ lễ lên chiếc bàn mang theo. Họ Chu tuy mệt nhưng vẫn rất hứng khởi, trong lòng chắc mẩm sẽ được Phật độ trì vì mình không quản khó nhọc tới thành tâm làm lễ. Đúng lúc đó xuất hiện một người ăn mày rách rưới. Ăn mày lân la tới gần và bày tỏ rằng cũng muốn lên núi lễ Phật xin cứu khỏi cảnh khốn khổ này. Họ Chu thấy vậy cảnh giác, sai gia nhân canh chừng cẩn thận đồ lễ. Cuối cùng họ Chu cũng tới được chùa thiêng, sắp bày lễ dâng Phật rồi kính cẩn chắp tay lễ lạy, cầu xin. Sau nghi lễ, họ Chu thấy hết mệt hẳn, tinh thần phấn chấn nghĩ rằng mình sẽ được Đức Phật phù hộ độ trì vì lòng thành kính. Vừa hay khi ra khỏi cửa lại chạm trán người ăn mày lúc nọ. Ăn mày nhìn rất thảm thương, đói lả, giơ tay run run cầu cứu. Xin ngài làm ơn làm phúc, bố thí chút gì để tôi ăn. Tôi nhịn đói đã mấy ngày nay, hãy thương xót tôi mà rủ lòng từ bi. Đồ cúng lễ của ngài nhiều quá, tôi chỉ cần một chút thôi là đủ rồi. Tuy nhiên họ Chu nhìn thấy người ăn mày quá bẩn thỉu, nhếch nhác, tỏ thái độ coi thường. Tránh ra chỗ khác đi, đồ hôi thối bẩn thỉu, đừng làm vấy bẩn đồ cúng lễ của ta. Ta mang đồ này về cho vợ con ăn, chứ loại như nhà ngươi sao mà được đụng vào. Ăn mày vẫn tiếp tục cầu xin, quỳ gối xuống năn nỉ. Xin ngài hãy rủ lòng thương bố trí cho chút đồ ăn thôi, tôi đói quá rồi. Tôi không thể sống nữa nếu không có gì để ăn. Họ Chu thấy vậy sợ ăn mày nhảy vào cướp đồ cúng lễ nên vội vàng thu gom hết rồi xuống núi. Người ăn mày đói lả, đêm đó qua đời. Còn họ Chu về nhà hí hửng tưởng rằng mình đã được Đức Phật phù hộ độ trì. Nhưng mọi việc lại không như mong đợi. Công việc làm ăn ngày một tệ, sức khỏe kém đi, gia đình lục đục. Họ Chu thấy rất oan uổng, lại chạy lên núi và vào chùa, đứng trước tượng Phật mà trách rằng: nghe nói chùa này thiêng lắm, thành tâm cúng lễ là được phù hộ, vậy hóa ra tôi bị lừa rồi. Khi ấy một sư thầy bước ra, ra dấu chào họ Chu rồi nói: vì sao Đức Phật phải giúp thí chủ? Họ Chu đáp: ta không quản đường xá xa xôi núi cao hiểm trở, tự mình mang bao lễ vật đến dâng Đức Phật, vậy mà những điều cầu xin còn con thôi, ngài cũng không giúp ta là sao? Sư thầy mỉm cười đáp rằng: thí chủ tự nghĩ mình thành tâm lễ Phật, nhưng tâm của thí chủ thực chất chỉ mong cầu tài, cầu danh và bình an, không hề có tâm từ bi lương thiện khi tới gặp ngài. Thí chủ chắc chưa quên người ăn mày rách rưới mấy tháng trước. Nếu thí chủ thực tâm hướng Phật, sẽ không để người này chết vì đói và rét đêm hôm đó. Đức Phật chỉ chứng cho tấm lòng từ bi lương thiện của con người, mâm cao cỗ đẩy lễ vật sang trọng hà có ích gì đâu.
gặp người khốn khó mà không cứu giúp, không xứng được Đức Phật phù hộ độ trì. Thần Phật chỉ xét tâm con người, một người lương thiện không cần sắm lễ cao mâm đầy vẫn được chứng nếu thành tâm hướng Phật. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho con người ngày nay, giúp họ hiểu hơn về hàm nghĩa chân chính của lòng tín Phật. Quý vị nghĩ sao về chủ đề ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé! Cuối chương trình, Minh Hiền kính chúc quý vị thân mến của Hành Trình Tương Lai những lời chúc an lành, thân thương nhất. Chúc quý vị luôn có một tinh thần và sức khỏe tốt. Trong lúc thời gian rảnh rỗi, hãy thử tìm hiểu về một môn tu luyện khí công Phật gia theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Môn tu luyện đầu tiên được Hồng truyền vào năm 1992. Kể từ đó, pháp môn này đã truyền rộng ra hơn 100 quốc gia, mang lại lợi ích về thể chất lẫn tinh thần và nâng cao chuẩn mực đạo đức cho hơn 100 triệu người. Các học viên đến từ khắp nơi, đủ mọi tầng lớp xã hội, họ hành xử theo pháp lý, tự ước thúc bản thân theo tiêu chuẩn đạo đức cao thượng và luôn có một sức khỏe tốt, nội tâm an hòa. Đường link đọc sách luyện công hoàn toàn miễn phí có gắn phía trên màn hình. Quý vị đừng bỏ qua nhé! Nếu có bất cứ câu hỏi quan tâm nào, xin quý vị hãy để lại bình luận bên dưới. Một lần nữa, kính chúc quý vị mọi điều bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo trên kênh Hành Trình Tương Lai.